Ơi, mến chào các bạn, đây là nông cơ Vũ Văn Bự ha. Địa chỉ cua heo Long Khánh, Đồng Nai ha. À, cháu ơi. Dạ. Dạo này nông cơ Vũ Văn Bự có về nhiều máy móc đồ gì mới không cháu? Dạ, nghe tuần nào cũng có hàng về chú ơi. Có gì mới bữa nay, có gì mới? Có xe đồ mới này, xe đào mới quá trời luôn. À, xe đào đồ mới hả? Dạ. Ô, có xe đào kẹp nữa cả. Dạ, đúng rồi, kẹp. Như chiếc xe này để bán hay là để chân cho nó đẹp cửa hàng? Để bán chú. À, biết giá con này không? Dạ, không chú, con này không biết giá. Không biết giá hả? Con này nó sử dụng gì cháu ơi? Tua la chú ơi, 11 cửa. À, cái này mình bắt lên hay là nó rin nó theo xe vậy? Nó bị đi sao chú, là sao? Ý là cái máy đó mình mới bắt lên hay rin theo xe? Cái mặt nạ đâu rồi? Mặt nạ gì không có chú ơi. Không có hả? À, con này mới chế cặp đèn sáng sáng cổng luôn. Đâu? Ồ, sáng quá. Ê, sáng quá, sáng quá. Vỏ nó mới dữ ta. À, cặp vỏ này bên Nhật nó mới thay nè. Mới thay cặp vỏ pha. Mấy con bè lên cho chúng coi nè. Pha ken luôn. Đã ta. Sắt. Ê, sao đề nó kêu vậy? Có đâu. Nó chạy theo hay sao? Đâu chú. Đề kè có đâu. Đề kè. Ôi, đã quá ha. Nó đơn giản vậy thôi. À. Sao vậy? À, hai cầu. Nó có thắng không? Có chú. Thắng đâu? Đi trước, đi trước. Trước chứ không xài thắng sau à? Không. Thắng trước là thắng gì? Thắng bố chú. Ý là thắng hơi dầu hay thắng đĩa? Thắng bố rồi. Đâu thắng đâu thấy ta. Hả? À. Thắng nè. Ủa thắng đâu thấy ta. Gì ta? Có thắng chứ. Đâu, không phải cháu ơi. Nó xài thắng vô láp cháu ơi. Thắng láp luôn á, thắng hai. Nó xài thắng láp lần hai bánh luôn cháu ơi. Thắng láp. Đâu cháu dạy nữa coi, thắng láp. Chạy thắng thử coi. Chạy thắng thử coi. Cao dữ quá. Năm trăm ký. Đâu đạp thắng ơi. Đạp thắng ơi. À. Mua đi anh. Mua đi, mua đi. À.
Thắng lắp. Thắng lần 4 bánh luôn. Nó thắng vô trong cái hộp lát luôn, hộp số luôn. Rồi tắt. Đây nè, anh thấy cái mà cái bộ này của nó ha, cái bộ bẻ mình nè, thấy không? Độc chưa? Độc á, bộ độc á. À? Bộ độc á. À, bộ quá độc đáo á. Ừ. Bộ bẻ mình thấy độc chưa? Ủa, thằng chị, thằng lực thằng hoàng nghe, trời lực ra. Trời lực má. Ủa, trời lực thằng hoàng à. Hơi bị độc à. Hơi cầu. Hả? Cầu nhưng mà cầu gầm cao ha. À. Cầu gầm cao. Để chèn nó mạnh hơn. Chèn, sai chèn. Chèn, tu hành độc ra. Độc lạ mà. Cái này cái gì ta? Rồi quên lòn luôn cậu. Hả? À? Tiểu bác ra. Hả? À? Này gì? Đâu biết luôn. Rồi có nhu cầu thì alo cho ông chủ. Rồi, mến chào các bạn.